Vậy thì hẹn gặp nhau ở miếu Thành Hoàng. Dặn Tịnh Trung đến nhắn cho tiên tri đi. Lý Tịnh Trung, có nô tài. Ta cần ngươi ra phố. Ngươi ra phố Đèn Lồng Trường An đi mua vài cái đèn màu về đây. Tuân lệnh. Gặp Cao tướng quân phải nói thế nào chắc ngươi biết rõ, cho nên ta phiền ngươi qua phủ Cao tướng quân. Dạ. Đi đi, hai người lo đi đi. À, dạ. Tuân lệnh. Khoan, dừng lại, dừng ở đây. Các ngươi ở đây đợi ta. Hôm nay thun lưới được rồi đó. Thưa tướng đại nhân, muốn bắt tận tay thái tử sao? Còn Cao Thiên Chi nữa, một người là vua trong tương lai, một người là tướng quân đang nắm trong tay binh quyền. Đêm khuya hẹn nhau ở chốn đông người, muốn ám hại thừa tướng dưới quyền đương kim hoàng thượng. Nếu hoàng thượng biết được, người sẽ nghĩ sao? Sẽ nghĩ sao? Họ đâu có hại thừa tướng, mà họ chỉ muốn hại bệ hạ. Có nghiêm trọng như vậy không? Đây gọi là chính biên đó. Người hãy đi đi. Người cứ ngoan ngoãn ở trong phủ thái tử mà chứng kiến xem thê thiếp trong thái tử phủ thu dọn xác của họ thế nào. Dạ, tuân lệnh. Tịnh Trung, ta đây. Tịnh Trung, qua đây. Dạ. Thừa tướng đại nhân. Ông nghe rõ rồi chứ? Ty chức sẽ bố trí liền, tuyệt đối không được để lộ khe hở nào. Từ xưa đến giờ chưa có ai thoát khỏi lưới của ty chức. Thời cơ thì cũng phải đúng lúc, vừa lúc thái tử gia và Cao Thiên Chi gặp nhau. Tuân lệnh, thừa tướng yên tâm, nhất định ty chức sẽ bắt đúng lúc. Được, ông đi đi. Tuân lệnh. Ngồi đi. Chuyện của ngươi ta điều tra rồi, cũng khó xử cho ngươi. Bao nhiêu năm qua ngươi phải mãi miết tìm kiếm chủ nhân tốt nhưng vẫn chưa tìm được. Uống đi. Không phải tại ngươi không có tài, mà là thời nay chủ nhân tốt ít quá, chỉ biết sai khiến chỉ trỏ nô tài. Có người này thì quên người kia, chỉ cần sai một chút thì bị đuổi cổ, không chừng còn giết. Họ chưa hề coi nô bộc là người. Ta nói những lời này là ta thông cảm với ngươi đó. Nhưng mà ngươi hãy nghe lời ta thì sẽ không sai đâu. Nè, thái tử gia không phải là người như vậy, ta cũng không phải. Thái tử gia là người nhân từ, hơn nữa có nô tài nào không muốn sau này được hưởng lây chức vinh quang của chủ, có thể cùng chủ đứng trên chỗ cao hơn người. Ngươi nghĩ xem, người chủ thế nào có thể cho ngươi được địa vị như vậy? Nè, ăn thức ăn đi. Dạ. Ngươi nghe ta đi, chỉ có thái tử gia mới cho ngươi địa vị như vậy thôi. Thái tử là quốc quân tương lai, mà tương lai này không có xa đâu. Lý Lâm Phủ muốn hãm hại thái tử, ngươi nghĩ xem, ông ấy làm có được không? Cho dù ông ấy có ưu thế nhất thời, nhưng ngươi tin ta đi, thừa tướng chỉ muốn hại chết được thái tử thôi, mà ông ấy đâu có khả năng đó.
Nếu thái tử trở tay thì sẽ nghiền chết ông ấy như nghiền chết con kiến. Thái tử gia là chủ nhân tốt của ngươi, và ta cũng là chủ nhân của ngươi. Ngươi tin ta đi. Hơn nữa, ta cũng sẽ quan tâm đến ngươi như mẹ ruột vậy. Ngươi hãy nhìn lại mình đi. Bao năm qua phải gánh chịu bao nhiêu đòn roi để tàn tật, mà tương lai lại bất định, làm cho ta cũng cảm thấy đau lòng. Nhị phu nhân, mau đến báo cho thái tử gia biết, tôi đã tuyệt đối không được ra ngoài. Cao tướng quân cũng vậy. Tịnh Trung, ngươi tin ta đi, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ là người nhà trong phủ thái tử. Phiền ngươi đến phủ cao tướng quân báo liền, những chuyện khác tính sao? Được, nô tài hiểu rồi. Nè, khoan đã, lao đi. Nhà mông đại huynh. À, là huynh hả? Cao tướng quân có ở nhà không vậy? Đi rồi. Hả? Ta nhắn với cao tướng quân đến chỗ thái tử gia dặn, tướng quân đi ngay, còn kêu ta ở đây ăn cơm. Tướng quân tốt thiệt đó, đúng là tốt bụng á. Nhà mông đại huynh. Chuyện gì á? Có chuyện gì? Huynh cũng biết nói đùa thật đó. Xem, tướng quân về rồi kìa. Không thể nào đâu ngươi. Lẽ ra ngươi không nên ăn cơm ở phủ của tướng quân. Thái tử gia, chàng không thể đến đó được. Nhưng cả ba huynh đệ của ta đều đã đến đó rồi. Vậy thái tử càng không thể lộ diện được. Vậy thì phải gọi người đến báo cho họ biết. Người đâu? Khoan đã, thái tử gia, chuyện này đã quá nguy hiểm rồi. Chuyện duy nhất có thể làm bây giờ là bảo vệ thái tử, vì tất cả mọi người trong phủ thái tử đều không liên can trong chuyện này. Nếu lỡ sau này chuyện có đổ bể thì thái tử vẫn sạch tội, không liên quan gì hết. Còn những người khác, thái tử gia chúng ta không thể lo được nữa đâu. Thái tử, bọn thái tử lúc nãy nô tài qua phủ cao tướng quân, tướng quân đã đến chỗ hẹn với thái tử rồi. Nô tài tin rằng nếu không gặp thái tử thì tướng quân sẽ gặp Di đại nhân. Nô tài đã nhờ người của Di đại nhân đưa đến nha môn ở kinh triệu phủ nói thái tử gia không can dự tới chuyện này. Chuyện này từ đầu đến cuối thái tử không biết, nô tài có tội, xin thái tử cứ việc xử phạt nô tài. Tịnh Trung à, nhị phu nhân nói với ta rồi, người tiết lộ tin quan trọng như vậy, sau này ngươi sẽ là người nhà của ta. Từ nay nô tài sẽ yên phận, xin thề là sẽ tuyệt đối không hài lòng với thái tử. Được, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà chuyện này còn có một chỗ hở lớn, một chỗ hở liên quan đến sống chết của thái tử gia. Là chuyện gì? Nô tài biết thủ đoạn của Lý Lâm Phủ, chắc chắn ông ta sẽ quăng lưới từ hai đầu thái tử. Thái tử nghĩ xem. Thái tử à, trong vụ này hai bên đều là người của thái tử, có người nào cắn răng chịu được nhục hình của Lý Lâm Phủ mà không khai thái tử ra hay không vậy? Khổ hình thì làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi đi, làm sao chịu nổi. Cho nên, xin thái tử cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Quan trọng nhất là ba anh em của đại cửu, nếu họ không gặp được Cao Tiên Chi thì họ sẽ thoát được bẫy của Lý Lâm Phủ và tất cả họ đều thoát tội. Trời ơi, e rằng Lý Lâm Phủ không cho họ có cơ hội này đâu. Tịnh Trung, ngươi tới phố Đèn Lồng đi, còn nước còn tát, nếu lỡ trễ không ngăn được họ thì ngươi không được mạo hiểm. Ta muốn ngươi bình an trở về. Tuân lệnh. Khoan đã, chúng ta cùng đi. Nè, nàng đi đâu vậy? Thiếp phải vào cung, thiếp phải cầu cứu quý phi đương đương.
Nếu thái tử có lâm nạn thì nhờ quý phi đưa tay cứu giúp, ít nhất cũng có thể cứu được thái tử. Nghiêm trọng đến vậy sao? Bẩm quý phi nương nương, thái tử dặn tiểu nhân nói như vậy tất cả đều tại thái tử không cẩn trọng. Nếu như cao tướng quân và đại cửu gặp nhau mà bị Lý Lâm phủ bắt được thì thái tử không thoát khỏi tội liên can đâu. Tại sao lại kéo cao tướng quân vào chứ? Chẳng khác nào hại người. A-man, A-man cô nương dạy chí phải. Cao tướng quân không muốn liên can tới chuyện này, nhưng A-man cô nương cũng biết đó, cao tướng quân và thái tử còn thân nhau hơn là huynh đệ nữa. Cho nên dù không muốn, tướng quân ấy vẫn xem chuyện của thái tử như là chuyện của bản thân mình. Cho nên chuyện này mới liên lụy tới cao tướng quân. Chúng ta mau nghĩ cách gì đi. Ta sợ không kịp nữa rồi. Ta đi rồi, ngươi lui đi. Không kịp suy nghĩ gì nữa, A-man, ngồi ra khỏi cung trước đi. Người tới Mỹ Thành Hoàng để ngăn Cao Tiên Chi trước nha. Nếu như ngăn không kịp thì chúng ta nghĩ cách khác. Tuân lệnh. Ngươi đợi chúng ta đi rồi hãy ra khỏi cung. Đa tạ quý phi đương nương. Đây, ngươi xem bộ y phục này thế nào. Phản rồi, ngươi phản ta thật rồi. Ta chịu hết nổi rồi. Đúng là không còn biết phép tắc gì nữa mà. Ta chịu không nổi nữa. Ngọc Hoàng tỷ, A-man này hầu hạ tỷ bao năm, chẳng lẽ một tiếng tốt cũng không có sao? Chuyện gì vậy? Dạ, trước giờ họ đâu có gì. Bảo ta khen mùi tốt, mùi làm được gì tốt chứ? Mùi đừng tưởng giấu ta, thì ta không biết là mùi đã làm gì. Mùi làm gì chứ? Tỷ nói đi, tỷ nói đi. Mùi chỉ mượn có cái áo lông ngỗng thôi mà. Có phải là chuyện A-man cô nương đãi tiệc lần trước không vậy? Ta thấy Ngọc Hoàng không hẹp hòi vậy đâu. Chỗ này không giữ ta, ắt có chỗ khác. Chỗ này không trọng đãi ta thì ta sẽ tìm chỗ khác tốt hơn. Đi đi, đi đi ngay đi. Đi rồi đừng bao giờ quay về nữa. Ngọc Hoàng, có chuyện gì vậy? Không có gì, chuyện nhỏ thôi mà. Chưa bao giờ thấy tỷ muội của quý phi lại tranh cãi với nhau như vậy. Không sao đâu Tam Lan, đừng để A-man làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta mà. Không có đâu.
tục đi, nữa đây, nữa đây. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Của phủ thái tử, huynh chỉ cần nói huynh lén lút hẹn hò với tà A Ma ngồi đây, huynh có nghe hay không? À, tại sao? Huynh đừng hỏi mà nghe muội trước đi đã, đừng hỏi nữa mà. Đứng dậy đi, đứng dậy hết đi, giải tán đi, tán 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 đi ăn Tết à? Hả? Ăn Tết hả? Nhân dịp Tết này nô tài và tiên chi hẹn gặp ở đây. Hẹn hò phải nô tài và huynh ấy và tiên chi là thế này nè. Chắc bệ hạ cũng hiểu, cho nên xin bệ hạ xét xử. Xin bệ hạ xét xử. Bệ hạ xin đừng nghe A Man cô nương nói bậy. Người nói bậy hồi nào? Khởi bẩm hoàng thượng, đêm hôm khuya khoắt thần đến miếu thành hoàng là theo lệnh của thái tử. Thần đến đưa sớ khiển trách đương triều thừa tướng Lý Lâm Phủ. Bệ hạ, thần không tán thành cách gặp nhau như thế này. Muốn thần trực tiếp dâng sớ lên hoàng thượng hoặc quang minh chính đại giao cho thái tử. Thần cho rằng như vậy tốt hơn cách này hằng gấp vạn lần. Vậy tại sao khanh vẫn còn tới đây bí mật lén lút như vậy chứ? Không phải, không phải. Tiên chi tới đây không phải để đưa sớ gì hết. Huynh ấy đến đây gặp nô tài đó, bệ hạ. Không được đó bậy. Muội nói bậy hồi nào đâu chứ. Bệ hạ, thần nghĩ như vậy, thái tử muốn áp dụng cách này, một là thái tử muốn đích thân đọc bản tấu do thần viết có đúng với những gì thái tử dặn dò hay không, hai là thái tử không muốn người khác biết bản tấu này có liên quan đến thái tử. Quân sĩ đại đường và thừa tướng bất hòa điều trình ai cũng biết cả. Thái tử cẩn thận như vậy cũng không có gì là quá đáng. Nhưng chuyện này cách hành sự của thần không thích hợp. Thần làm gì cũng thích quang minh chính đại. Bất mãn với thừa tướng thì thần cứ dâng sớ là được, đâu cần phải đi đường vòng như vậy chứ. Nhưng cuối cùng khanh vẫn đi một vòng đó thôi. Khởi bẩm hoàng thượng, thần làm như vậy là vì tình cảm riêng tư. Thần và thái tử còn thân nhau hơn anh em ruột thịt. Thái tử muốn thần làm như vậy, dù không muốn thần cũng phải làm theo ý của thái tử. Nhưng mà
thần có thể bảo đảm với hoàng thượng là thái tử không phải có âm mưu gì. Thái tử làm như vậy là vì tính thái tử đã thận trọng ngay từ nhỏ rồi, xin bệ hạ minh giám. Huynh! Nhưng mà hình như Khanh không nghĩ tới thái tử là vua trong tương lai, Khanh là tướng quân nắm binh quyền. Trong triều có quy định, nếu đại thần văn võ trong triều lén lút cấu kết với nhau thì phạm tội không tha. Huống hồ gì, lần này Khanh và thái tử cấu kết với nhau còn nghiêm trọng hơn cả các quan văn võ bình thường khác. Khanh không biết sao, theo luật của đại đường, e rằng Khanh phải tuẫn tán cho thái tử rồi. Muội đã nói với huynh rồi, đã dặn đừng có nói đến đây gặp người của phủ thái tử. Huynh tới đây để gặp muội mà. Còn chuyện của cô nương cũng có luật trong cung đó. Quý phi nương nương, nàng thấy đúng không? Dạ, nhưng cũng đâu tới tội chết. Theo trẫm thấy thì cũng khó mà sống được. Hả? Đã dặn huynh tới gặp muội rồi mà. Ông vào hết đi. Huynh ngốc thiệt. Có nên giải về hình bộ không ạ? À? Vậy thì phải xét xử đã. Họ đã không sợ mất mặt thì trẫm cũng muốn giữ sĩ diện của mình. Tạm thời cứ giam ở trong cung. Tôn chị, muội đã nói với huynh rồi, đừng có nhận mà. Sao huynh lại ngốc như vậy chứ? Tào tướng quân, mời. Mai cô đương, mời. Nè, nghe ta nói nè, các ngươi giam ta và cao tướng quân chung một phòng được không? Cái này thì chứ không dám. Cẩu nô tài, mấy người nghe cho rõ đây, lúc được thả ra các người biết tay ta. Lão nô xin dâng sớ khiển trách tể tướng đây. Khanh đọc rồi à? Dạ. Trong đó viết gì? Trên đây viết là ngoại thích của thái tử khiển trách tể tướng, cũng chính là đại cửu của thái tử. Ba anh em của quan trấn phủ Trường An tối hôm qua đội quân bộ hình của tể tướng, phát hiện chính là ba anh em của Di Kiên tướng quân bí mật hẹn với cao tướng quân chứ không phải thái tử, nhưng kết quả bị A Man cô nương lại chen ngang cho nên không gặp. Con đàn này, A Man cô nương tự dưng lại nhảy vô vụ án này. Nô tài không nói vụ cô nương ấy, nô tài muốn nói là ba anh em Di Kiên tướng quân hả chủ trương chỉ trích tể tướng nhưng lại đổ tội cho thái tử, nói thái tử để cho ngoại thích lộng hành không coi quốc pháp ra gì, cấu kết với biên tướng cùng với cao tiên chi đưa thái tử lên ngôi. Hơn nữa còn có một nhân chứng, nhân chứng này không phải người ngoài mà chính là con trai nuôi của lão nô, hiện tại nó là nô tài trong cung của thái tử. Lực sĩ à, trẫm không biết tại vụ án này quá phức tạp hay là trẫm già thật rồi, mà rất nhiều chuyện trẫm không hiểu nổi, trẫm thấy rất là khó xử. À, đúng là khó hiểu lắm. Ba vụ án hợp là một, trước tiên là nghi ngờ thái tử cấu kết với biên tướng, đó là một vụ án. Còn cao tiên chi, ông ấy nói mình tới miếu thành hoàng là do nghe lời nhắn của thái tử mang sớ khiển trách tể tướng đến. Còn A Man cô nương lại nói cô ấy và cao tiên chi lén lút hẹn hò. Ba vụ án gộp lại là một. Nếu như tính riêng từng chuyện một thì cũng không biết là ai đúng ai sai nữa. Loạn. Đúng là loạn. Thật ra cũng có gì loạn đâu chứ. Cái nào là chuyện trong cung, cái nào là chuyện trong triều,
phân loại ra là rõ ràng thôi. Nàng thông minh, còn thông minh hơn trẫm nữa. Cũng khó nói lắm đó. Nàng nói đi. Thật ra nếu phân loại thì là hai vụ án. Một là vụ án hãm hại Cao tướng quân hãm hại thừa tướng, thừa tướng hãm hại thái tử và ngoại thích của thái tử, mà Cao tướng quân lại là người do thái tử sai bảo. Nói thẳng ra là chính thái tử hãm hại thừa tướng, thừa tướng hãm hại thái tử. Nếu phân loại thì rõ ràng quá rồi. Còn vụ kia chính là A Man. Một là A Man vốn là người không biết phép tắc, chuyện này phần lớn cũng do Tam Lang chàng nuông chiều. Hai là A Man theo chiếc vào cung, nhưng lại không giống cung nữ bình thường khác. Đây cũng là sự thật, cho nên để thiếp giúp chàng. Dù dân sớ khiển trách để tướng thuộc về vụ án trong triều, chàng muốn giải quyết sao cũng được. Nhưng vụ án của A Man thì thuộc vụ án trong cung, chàng cứ để đó cho thiếp. À, nếu phân loại rồi gộp lại như vậy thì đúng rõ ràng như món đậu phụ trộn với hành rồi hả? A Man hay nói chuyện với Don kiểu đó, Tam Lang chàng cũng học theo sao? À, nhưng trẫm cũng không được yên tâm cho lắm. Bệ hạ không tin thiếp à? Cũng có thể nói vậy. Nàng xét xử A Man có theo luật trong cung không vậy? Nếu xét về mối quan hệ giữa nàng và A Man, e rằng cũng hơi khó. Nhưng thiếp và A Man gây nhau nhiều rồi, Tam Lang cũng biết mà. Nàng và A Man gây nhau là cố ý mà. Cố ý gây nhau để nàng đuổi ra khỏi cung để hẹn hò với Cao Tiên Chi. Không chừng nàng và A Man thông đồng, hai người thông đồng với nhau. Tam Lang, chàng không tin thiếp thì thôi vậy, thiếp không nói nữa. Ta tin nàng. Chuyện hậu cung Ta để cho nàng lo mà. Chàng cứ yên tâm, thiếp không có thiên vị ai đâu. Chuyện này thiếp nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng. Chỉ có điều vụ án của thái tử chàng cũng phải xử thật nhanh sao? Phải xử cẩn thận. Nhưng vụ án này quá phức tạp, trẫm phải suy nghĩ cho kỹ, phải chờ đó. Trẫm phải chờ. Tỷ tỷ, đại cửu làm tất cả cũng chỉ vì thái tử. Chuyện này cả muội và tỷ tỷ đều biết rõ. Nhưng mà chuyện lỡ dở ra rồi, bây giờ lại ảnh hưởng tới an nguy của thái tử. Tỷ tỷ nên khuyên ba anh em đại tử, chuyện gì nên chịu trách nhiệm thì phải nhận, đừng để liên lụy tới thái tử nữa. Ý của muội là tất cả chúng tôi phải gánh chịu hậu quả thế nào mới được chứ gì? Xem tỷ tỷ hỏi như vậy chẳng khác nào là làm khó muội rồi. Đại cử phải nhận trách nhiệm thế nào muội không dám nói và cũng không nên nói. Nhưng nếu đại cử nhận tội thì thái tử được toàn mạng, mà thái tử an toàn thì đại cử ra đầu thú và vụ án này sẽ do bộ hình xử. Chỉ cần thái tử không sao thì sau này đại cử vẫn còn tương lai. Tỷ tỷ thấy có hợp lý hay là không? Được, ta hiểu rồi, để ta ra nói với họ. Và bước tiếp theo, ta phải nghĩ cách để cho Cao Tiên Chi khai khác đi, không được nói thật. Muốn làm anh hùng cái gì chứ? Chuyện này e rằng không có cách nào khác. Nghe nói người thẩm vấn Tiên Chi và A Man cô nương trong vụ đào hoa án chính là Quý Phi nương nương. Chuyện này liên quan đến A Man, mà Quý Phi nương nương lại là người dễ tính. Sau này thiếp và thái tử ai có cơ hội vào cung thì phải cầu xin Quý Phi nương nương. Xin đương nương lúc xét xử vụ án nhớ dặn Cao Tiên Chi thay đổi lời khai, ít nhất cũng đừng kéo thái tử vào. Quý Phi nương nương vẫn cho thái tử có cơ hội đó mà. Phải tìm cớ gì đó thôi. Nếu như chúng ta mạo muội vào cung, điều Tiên Thị Phi e rằng phụ hoàng nghi ngờ. Thưa
các đệ nghe cho rõ đây, lập tức ra đại đường binh bộ đầu thú đi. Dự án hãm hại thừa tướng lần này không liên quan tới thái tử. Nhờ cao tiên tri tướng quân giết sớ hãm hại thừa tướng, hẹn gặp cao tướng quân chỉ do các đệ nghĩ ra. Thái tử không sai bảo các người, thái tử không hề biết. Làm vậy thái tử an toàn thì sau này các đệ cũng được an toàn. Không làm vậy thái tử bị liên lụy thì tính mạng các đệ cũng không giữ được, và tỷ tỷ đây cũng không sống yên ổn được ngày nào cả, quyền lực bị lung lay. Các đệ tự quyết định đi. Tỷ tỷ, tại sao chứ? Tại sao ta phải xui xẻo thế này? Ba anh em chúng ta làm vậy vì ai, không phải vì tỷ phu sao? Cuối cùng cũng không thèm chịu trách nhiệm, cũng không nói một câu tốt lành, còn bức tỷ tỷ bảo chúng ta ra đầu thú nữa. Đi ngồi tù, không phải chúng ta bị quan hay sao? Đại ca, chúng ta nên làm sao đây? Đại ca, làm sao đây? Khanh phụ không chết thì nước lỗ còn loạn. Đại ca nói sao? Không trách tỷ tỷ của chúng ta được, lại càng không trách tỷ phu. Có trách là nên trách chúng ta không thắng nổi Lý Lâm phủ, mà lại còn thiệt thân nữa. Thực ra anh em chúng ta chống lưng cho thái tử, chúng ta đã được ngày nào sung sướng chưa? Lý Lâm phủ tội nhị chưa đủ sao? À đúng rồi đại ca, chúng ta thêm cho lão một tội nữa, cứ phong quả đốt nhà kho bên trái của lão. Chỗ đó đó là nơi cất giữ tất cả các bảo bối của hoàng thượng từ các nơi gửi đến đó. Phải, đốt nhà kho thì Lý Lâm phủ coi như bị mất đầu. Vậy thì vụ án cũng kết thúc, chúng ta không cần phải ra đầu thú, càng không cần phải ngồi tù. Khâu kiến quý phi nương nương. Thôi được rồi, lấy ghế cho tướng quân ngồi. Tướng lệnh. Đa tạ nương nương. Chuyện liên quan tới trong cung thì ta quản, chuyện không liên quan tới trong cung ta không quản. Ta phải nói trước cho Khanh biết. Tôi thần hiểu. Khanh thừa nhận là Khanh có tội. Đúng vậy, tôi thần và thái tử thân nhau như anh em. Hơn nữa từ nhỏ đã được bệ hạ nuôi dưỡng, vì vậy thần và thái tử như anh em ruột thịt. Lời thái tử nói thần không thể không nghe, chuyện của thái tử thần không thể không làm. Dù sau đó cũng biết người ra chủ ý giết sớ hãm hại thừa tướng là Di Kiên Thúc Quân, nhưng nếu không phải vì tình cảm với thái tử thì thần cũng không làm những chuyện lén lút như thế này. Từ đó có thể thấy vì tình cảm mới dẫn đến âm mưu, vì âm mưu mới xem thường công pháp. Di thần đây có tội. Lúc nãy ta đã nói với Khanh, chuyện có liên quan tới trung cung thì ta quản, cho nên ta có thể ngồi đây hỏi cung Khanh là vì vụ án này có liên quan tới A-man. A-man không liên quan gì tới vụ án này hết. Như hôm đó ở Mỹ Thành Hoàng, trước mặt bao nhiêu người, Khanh và A-man thương thiết như vậy, chính mắt ta và hoàng thượng cũng nhìn thấy mà. Thật ra không phải như bệ hạ và quý phi nghĩ. Sao nói vậy chứ? Có một số chuyện dù có thấy tận mắt như vậy, nhưng thật ra những điều ta thấy chỉ là điều giả tạo mà thôi. Giả tạo à? Phải, lúc đó do một phút sai lầm của thần, thần không muốn bệ hạ phát hiện ra lý do thần đến miếu Thành Hoàng. Ngay lúc đó A-man cô nương đến Thành Hoàng dạo chơi, thần lợi dụng A-man cô nương để che giấu sự thật, cho nên mới có cảnh bệ hạ và quý phi nương nương chứng kiến. Từ lúc bị nhốt vào ngục, Di thần cứ nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy dám làm dám chịu mới là hảo hán. Tuyệt đối không nên lôi kéo A-man cô nương vào đây, vì cô ấy không có liên quan gì. Cho nên tội thần khai như sự thật, vụ án hãm hại thừa tướng tội thần phạm lỗi, không dung thứ được. Còn vụ án ở trong cung thì A-man cô nương không hề có tội. Vụ án hãm hại thừa tướng ta không quản, nhưng mà ta biết đó mới là vụ án lớn thực sự. Còn vụ trong cung thì A-man xuất hiện giữa chừng che giả pha đám, như vừa sau đi nữa, cô ấy là hảo tỉ muội của ta, hoàng thượng cũng rất thích cô ấy. Cuối cùng cũng có khả năng hoàng thượng sẽ tha thứ. Khanh vì bảo vệ A-man mà thừa nhận mình có tội trong vụ hãm hại thừa tướng, để A-man thoát khỏi vụ kia một mình lãnh hết tội lỗi. Tiếp tục như vậy tội của Khanh càng lớn thêm. Khai bẩm quý phi nương nương, tội án to hay nhỏ thần không biết, tội nhẹ hay nặng thần không thể tính được. Thần chỉ quan tâm tới một là tính thần thẳng thắn, là vì tình cảm riêng tư mà phạm tội cấu kết với thái tử. Thần thấy mình đáng khinh, cho nên tội thần không có gì để biện minh hết, chỉ nghe bệ hạ xét tội. Hai là đối với A-man cô nương thì tội thần đây không thể thương yêu, không thể bảo vệ cô ấy, đó cũng là điều không phải.
nỡi lòng nào lại để cô ấy bị liên lụy, lợi dụng mối quan hệ giữa cô ấy và quý phi để giảm tội. Như vậy thì tội thần lại càng nhiều tội hơn mà không đáng làm người. Xin quý phi đừng thấu hiểu cho nỗi khổ của hạ thần. Được, chuyện của Khanh ta đã biết hết rồi. Đa tạ quý phi nương nương. Quý phi nương nương đi rồi. Tiên tri đang lừa Ngọc Hoàng. Vụ hãm hại ông ta nói đúng, nhận tội cũng chân thành. Nhưng mối quan hệ với A-man gạt được Ngọc Hoàng chứ không gạt được trẫm. Nhưng thần thấy Cao Tân Quân nói cũng đúng mà. Cấu kiến quý phi nương nương. Đứng dậy đi. Ngọc Hoàng tỷ có tai mắt đó. Ta biết. A-man, nói cho ngươi biết, chuyện có liên quan tới trong cung thì ta quản, nhưng mà chuyện không liên quan thì ta không biết. Dạ nô tỳ biết. Vụ án có liên quan tới hậu cung.